Cô mời các em cùng học tiết 8 ôn tập để chuẩn bị kiểm tra một tiết. Chúng ta cùng luyện thanh. Cô mời các em cùng hát ngược lại. Mời các em cùng ôn bài Tiếng Chuông và Ngọn Cờ, nhạc và lời Phạm Tuyên qua bài hát mẫu. Trái đất thân yêu, lòng chúng em sẽ bao tự hào. Một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời sao. Trái đất chính là nhà bao gắn bó thiết tha, và bạn nhỏ gần xa đến chính gia đình của ta. Bóng binh bóng của trường ngân vang khắp nơi, trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời. Bóng binh bóng cầu bay giữa tiếng chuông sớm bình minh, bàn tay em điểm tô cho trái đất đẹp xinh. Thế giới muốn hòa bình và chán ghét chiến tranh, cùng hòa chung tiếng hát chúng em có chung niềm tin. Bom binh bom nguồn trường ngân vang khắp nơi, trong khúc ca đầy tình yêu thương sáng ngời. Cô mời các em cùng ôn qua giai điệu bài hát Nhạc Không Lời. Mời các em cùng nghe qua bài hát mẫu Vui Bước Trên Đường Xa theo điệu lý Con Sáo Gò Công dân ca Nam Bộ. Trong mùa xuân vui hát vang đường xa thấy
Cô mời các em cùng ôn qua bài Vui bước trên đường xa với nhạc không lời. Cô mời các em cùng ôn qua bài tập nhạc số 2 Mùa xuân trong rừng. Cô mời các em cùng ôn qua bài tập nhạc số 3 Thật là hay.
Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Ở nhà các em ôn lại hai bài hát và hai bài tập nhạc đã học để tiết sau kiểm tra một tiết. Cô chúc các em ôn